nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện đi lại thân thiện với môi trường, mới đây một công ty đã sản xuất ra một dòng xe bánh kiểu xe rickshaw của Ấn Độ nhưng chạy bằng điện phục vụ người lao động và du khách nội đô. Chiếc xe ba bánh rickshaw dễ gặp ở Ấn Độ nay lần đầu tiên xuất hiện ở Brussels của Bỉ. Mặc dù là thủ đô hành chính của châu Âu, Brussels lại được điểm danh là thành phố ách tắc giao thông nhiều nhất trong các nước Tây Âu và Bắc Mỹ theo báo cáo của tổ chức cung cấp dữ liệu giao thông Inrix. Giám đốc hãng sản xuất Mobilo, ông Steve Harmunga cho biết, ông kỳ vọng xe điện ba bánh này sẽ làm giảm tác động của các phương tiện đi lại lên môi trường khi hàng ngày có đến 400.000 lượt hành trình tại Bruxelles, đa phần là hành trình dưới 3 km sinh thái là trái tim của châu Âu. Châu Âu muốn làm giảm lượng phát thải CO2 và Mobilo sẽ là câu trả lời cho bài toán đó. Đây là một phương tiện rất tiện dụng. Nếu nó được ứng dụng rộng rãi, thì đây sẽ là một phương tiện rất hiện đại và xứng đáng. Một số hành khách cho biết họ có thể dùng phương tiện này để đi làm mỗi ngày. Tôi thấy rất thú vị khi dùng phương tiện này để đi đây đi đó trong thành phố. Những người làm việc ở Ủy ban châu Âu như chúng tôi thường phải chạy qua chạy lại giữa các tòa nhà xa nhau. Tôi từng sống ở Sri Lanka và Ấn Độ. Tôi đã thấy loài xe này rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên có xe rickshaw chạy điện ở châu Âu. Tôi thấy rất thích nó. Chiếc Mobilo được xếp loại là xe máy, do vậy có thể dễ dàng đi vào làng đường dành cho xe máy. Ngoài ra, Mobilo còn được trang bị Wi-Fi, màn hình cảm ứng, sạc được điện thoại, có tạp chí và nước uống miễn phí. Trong khi đó, giá cước của một chuyến Mobilo chỉ có 4 euro cho một người và 5 euro cho hai người.